Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng hãy cùng hành động, chung sức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quỹ bảo trợ trẻ em phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm 2 Hà Lan tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2022. Chủ động cho con đi học bơi, học cách xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra đang là một trong những giải pháp phòng tránh đuối nước ở trẻ của nhiều phụ huynh trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua cùng với quản lý quy hoạch đất đai, xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng, việc xây dựng và phát triển hệ thống đô thị xanh sạch đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường đang được tỉnh chú trọng thực hiện. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025 về phát triển đô thị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, gắn phát triển đô thị với bảo vệ môi trường sinh thái, tăng diện tích sử dụng không gian cây xanh, mặt nước, đồng thời tăng cường thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 13 kiểu mô hình về bảo vệ môi trường như khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, di dời chuồng trại gia súc xa nhà, trồng rừng bảo vệ nguồn nước tại hơn 1.000 khu dân cư. Tỉnh Điện Biên đang tiếp tục huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ hiện đại, phấn đấu đưa thành phố Điện Biên Phủ trở thành đô thị loại 2, thị xã Mường Lây đạt đô thị loại 4. Trung tâm thị trấn các huyện hoàn thành tiêu chí đô thị loại 5 trở lên trong giai đoạn đến năm 2025. Nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, sáng nay 5 tháng 6, huyện Mường Trà đã tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường. Gần 500 cán bộ đoàn viên thanh niên đến từ các cơ quan đơn vị cùng người dân đã ra quân dọn vệ sinh, thu gom, phân loại rác thải trên địa bàn thị trấn Mường Trà. Cùng với hoạt động trên, ở các tổ dân phố, thôn bản, người dân đã xây dựng 75 tuyến đường, ngõ tự quản xanh sạch đẹp, tham gia phong trào Ngày Chủ nhật Xanh. Các tổ chức hội và trường học thường xuyên tuyên truyền đến hội viên, học sinh về bảo vệ môi trường như sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, hạn chế sử dụng đồ nhựa sử dụng một lần, phân loại và tái chế rác thải sinh hoạt. Các hoạt động trên góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân, qua đó đưa Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 hàng năm thành phong trào chung, thực hiện thường xuyên trên địa bàn huyện. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đã và đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tác động tiêu cực đến môi trường sống, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như thiên tai, bão lũ, sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Tại tỉnh Điện Biên, việc triển khai các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cùng hành động để bảo vệ môi trường sống càng trở nên bức thiết nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhà nước và nhân dân. Dù mới chỉ bước vào đầu mùa mưa năm 2022, song tình hình thiên tai, mưa lũ, sạt lở đất, sấm sét đã cướp đi tính mạng của 6 người, ước thiệt hại về tài sản trên 30 tỷ đồng. So với năm 2021, số người chết do thiên tai đã tăng gấp đôi. Con số này đã phản ánh mức độ nghiêm trọng của biến đổi khí hậu đang từng ngày tác động đến môi trường cũng như cuộc sống của con người. Gần đây, vào ngày 31 tháng 5 năm 2022, thì Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh đã có cái văn bản mới nhất để chỉ đạo công tác cái phòng chống cái thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Trong đó thì cũng có cái chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố là tăng cường cái công tác phòng chống thiên tai. Mà muốn cái tăng cường phòng chống thiên tai này thì cái đầu tiên là chúng ta phải coi như là cái công tác tuyên truyền. Có cái công tác tuyên truyền tốt thì chúng ta mới giảm nhẹ được cái công tác phòng chống thiên tai.
không trượt sạt khu vực bản Hủy Đắp, xã Nậm Tin, huyện Nậm Pồ những ngày cuối tháng 5. Cả quả đồi xuất hiện vết nứt lún sâu khoảng 1 mét, dài khoảng 200 mét. Nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng của 26 hộ dân. Dẫu biết thiên tai xảy ra là điều không ai mong muốn, song nếu như cả quả đồi này được bao phủ bởi một màu xanh của những tán cây rừng, thì có lẽ kết quả đã khác. Địa bàn xã Nậm Tin thì ngoài cái bản Hòn Đát này ra thì bà con cũng sống ở trên những cái trình đồi cũng tương tự như cái bản Hòn Đát, cũng theo phong tục tàu quán. Bà con chủ yếu là sinh sống mặn nương, đồi trọc hết, cho nên là cũng có khả năng là nguy cơ sạt lở cũng rất là cao. Thời gian tới này cũng sẽ tuyên truyền bà con là để khuyên nuôi tái sinh rừng để đảm bảo tránh tình trạng sạt lở thiên tai. Khi thiên tai tàn phá, sức chống chịu của con người chỉ giới hạn. Thế nhưng con người lại chính là nhân tố quyết định đến việc nâng cao hay suy giảm chất lượng môi trường sống. Bởi mọi tác động dù ít dù nhiều của con người cũng tác động trực tiếp đến môi trường sống. Khi đó, những hành động tích cực để bảo vệ môi trường như ươm cây, hỗ trợ cây giống để các địa phương phủ xanh đất chống đổi trọc, hạn chế thiên tai, bão lũ càng trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Sinh ra lớn lên của Điện Biên, thì tôi đã chứng kiến rất nhiều cái bão lũ, thiên tai, thiệt hại mà tôi hiểu được rằng là nó vì rừng, vì ta bị rừng ta bị phá nhiều, nên là chúng tôi có một cái nhóm là mang tên Trái Tim Xanh, là chúng tôi chuyên chỉ có là gọi là nói để nói vui thì là vá áo cho mẹ thiên nhiên, nhưng mà khi vào cuộc thì đến bây giờ thì chúng tôi thấy chúng tôi đã đi đúng hướng, thành công. Và trên địa bàn của tỉnh Điện Biên là chúng tôi đã trồng được rất nhiều nghìn hecta đồi. Để bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, những năm qua tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp, từ các chính sách trong bảo vệ phát triển rừng đến các hoạt động trồng cây xanh, hưởng ứng đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động hay ra quân dọn vệ sinh môi trường. Bà con thôn chúng tôi là cũng được nhà nước chi trả môi trường rừng, thì cũng giữ rừng cẩn thận mà không trả phá rừng, không phá rừng làm nương bà con. Và bà con cũng thật sự là chấp hành nguyên để bảo vệ rừng. Hoạt động môi trường thì là chúng tôi đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ. Thì các chi hội của thôn bản là cho anh em dọn dẹp vệ sinh đường làng, thu gom rác thải nhựa và khơi thông cống rãnh. Với tinh thần đoàn viên tham gia thì rất là nhiệt tình. Biến đổi khí hậu đã và đang đe dọa trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại. Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, mỗi cá nhân, tổ chức, cộng đồng hãy hành động chung sức bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu từ những hành động nhỏ như trồng cây gây rừng, hạn chế sử dụng túi ni lông, không xả rác bừa bãi ra môi trường và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, năng lượng. Hôm nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm 2 Hà Lan tổ chức chương trình khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2022. Chương trình được chia thành 2 đợt, đợt 1 từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 6 với hơn 120 trẻ bị ngoại chấn thương và ngoại tổng hợp. Đợt 2 từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 6 với hơn 100 trẻ bị khuyết tật về mắt, tai, mũi họng, răng, hàm mặt. Tại chương trình, trẻ em khuyết tật đã được Trung tâm 2 Hà Lan và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh hỗ trợ tiền ăn ở, đi lại và thanh toán toàn bộ viện phí đối với những danh mục không thuộc bảo hiểm y tế chi trả. Đối với các trẻ có dị tật chưa đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, độ tuổi để phẫu thuật, sẽ được các y bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn cách chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng. Đây là lần thứ 13 chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ em khuyết tật được tổ chức. Chương trình đã kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ trẻ em khuyết tật của các gia đình có hoàn cảnh khó khăn được khám chữa bệnh miễn phí, qua đó góp phần thực hiện chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 6, chương trình thiện nguyện chia sẻ yêu thương tới vùng cao biên giới đã đến với bà con và học sinh bản Nậm Chua Ba, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ. Vượt qua quãng đường gần 700 km với những cung đường đèo dốc uốn lượn quanh co, những đoạn đường trơn trượt lầy lội sau cơn mưa lớn, các thành viên đoàn từ thiện chương trình chia sẻ yêu thương tới vùng cao biên giới đã đến với bản Nậm Chua Ba, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ trong niềm vui mừng mong chờ của hàng trăm hộ dân và các em nhỏ.
Chương trình được thực hiện qua sự kết nối của Đài Phát thanh Truyền hình Điện Biên và huyện đoàn Nậm Pồ. Các nhà hảo tâm đến từ nhiều nhóm câu lạc bộ thiện nguyện của các tỉnh thành phố nhưng đều chung tâm nguyện sẻ chia với cuộc sống khó khăn của đồng bào vùng cao. Chương trình này chúng tôi là gồm nhiều đoàn, thay mặt quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, ngồi là từ Hà Nội về đến đây là ngồi 22 tiếng và thêm 1 tiếng là đẩy xe để thoát khỏi để đi vào đến đây, và hơn 1 tiếng là đi bộ vào với bà con. Cái lần đầu tiên là tôi cảm nhận là chưa đến một bản nào mà nó vất vả mà bà con khó khăn như thế này, rất là khó ạ. Chúng tôi cũng đây là cũng chỉ là một chút tấm lòng nhỏ gửi đến bà con, cũng mong muốn là sẽ có nhiều dịp về đây để chia sẻ với bà con cái khó khăn hơn nữa. Nậm Chua Ba là một trong 6 bản thuộc xã đặc biệt khó khăn của Nậm Nhừ, nằm cách trung tâm xã 6 km, bản chưa có điện lưới quốc gia, giao thông đi lại khó khăn, đất sản xuất ít nên tỷ lệ hộ nghèo của bản luôn chiếm khoảng 80%. Trong chương trình, đoàn thiện nguyện đã trao các suất quà đến tận tay trên 100 hộ nghèo của bản Nậm Chua Ba, mỗi suất quà trị giá hơn 1 triệu đồng. Gần 200 em học sinh tiểu học mầm non của bản cũng được nhận các phần quà gồm cặp sách, quần áo, bánh kẹo. Ngoài ra, đoàn cũng trao tặng điểm trường mầm non của bản 2 téc nước, tổng giá trị các suất quà là 250 triệu đồng. Bản Nậm Chua Ba là khó khăn về vừa là cái kinh tế thì đất đai thì cũng bản màu, cũng làm ăn thì cũng khó khăn. Hàng năm một số bà con thiếu đói đến 3 đến 5 tháng mới có. Hôm nay đoàn thực thiện đến trao quà thì bà con cảm thấy là nhận phần quà là bà con rất là vui mừng và rất là cảm ơn. Xã Nậm Nhừ hiện nay là đang có 6 bản, hầu như là hộ nghèo là chiếm cũng như trên hiện nay là trên 70%, gần 80% là hộ nghèo. Xã là cùng một trong những xã khó khăn nhất của huyện. Hiện nay là cái đoàn thực thiện vào thì cũng đã có một ít quà, thì cũng thay cấp ủy chính quyền địa phương xin cảm ơn các đoàn thiện nguyện cũng như là cái đoàn phát thanh truyền hình tỉnh kết nối với thiện nguyện để có món quà để gửi đến các bà con và các cháu học sinh của bản Nậm Chua Ba. Còn mong các thiện nguyện và các ủy chính quyền quan tâm hơn nữa đến cái xã Nậm Nhừ và một số các bản khó khăn. Những suất quà tuy giá trị không lớn nhưng mang nhiều ý nghĩa với các hộ nghèo và các học sinh của bản Nậm Chua Ba. Đó là sự quan tâm sẻ chia động viên kịp thời của những tấm lòng thiện nguyện với khó khăn của đồng bào vùng cao. Cũng trong dịp này, đoàn đã trao các phần quà cho đồn biên phòng Nậm Nhừ với trị giá gần 20 triệu đồng. Thưa quý vị, nhằm hạn chế nguy cơ đuối nước ở trẻ em khi bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình đã chủ động cho con đi học bơi. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tăng cường các biện pháp tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho người dân về các biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những năm gần đây, tai nạn đuối nước ở trẻ em trên địa bàn tỉnh Điện Biên thường xảy ra vào dịp hè. Theo thống kê, năm 2021, toàn tỉnh ghi nhận 24 trẻ tử vong do đuối nước, mặc dù đã giảm so với năm 2020, nhưng vẫn trong tình trạng đáng báo động. Mới đây tại xã Mường Luân, huyện Điện Biên Đông lại xảy ra một vụ đuối nước làm 3 học sinh tiểu học tử vong. Bởi vậy, việc chủ động cho con đi học bơi, học cách xử lý tình huống khi có sự cố xảy ra là một trong những giải pháp được nhiều phụ huynh lựa chọn. Nếu như con học bơi thì nếu như nó xảy ra những tình huống gì thì con sẽ có những cái kỹ năng để xử lý cái việc đấy. Thế cho nên là chính vì cái lý do đấy cho nên là ngay cả hai mẹ con cũng đi học bơi luôn. Đi ơi! Vào đây nói chuyện với mẹ tí nhỉ? Mẹ đang định là cho con đi học bơi ấy. Thì con có muốn đi không? Không có. Theo mẹ thì phải học bơi con ạ, bởi vì là bơi nó là một cái kỹ năng rất là cần thiết ấy. Bây giờ con thấy xem trên báo đài thứ con thấy rất là nhiều đúng không? Nhiều những cái vụ mà những cái tai nạn thương rất là thương đúng không? Vâng. Và mẹ thấy là bơi nó là một cái kỹ năng mà nó cần thiết mà bất kỳ ai cũng phải có. Vâng. Đấy, thế cho nên là mẹ định là cả hai mẹ con mình cùng đi học bơi. Vâng. Ý kiến của con bây giờ thế nào? Con thích đi học bơi. Học bơi thì đến lớp thì các thầy dạy cho con bơi rất là nhiều kiểu bơi khác nhau. Thầy dạy con là con đánh ngã xuống nước hấp thì mình phải nín thở xong mình bơi vào bờ. Tham gia các lớp bơi, cùng với biết kỹ năng bơi an toàn thì kỹ năng ứng phó, xử lý hay cấp cứu cho nạn nhân bị tai nạn đuối nước cũng được các trung tâm dạy bơi thực hiện, để trẻ nhỏ có được những kỹ năng và phản ứng kịp thời khi gặp tai nạn xảy ra.
Hiện nay thì ở Việt Nam ta cái tình trạng đuối nước xảy ra rất là nhiều và rất là cao. Mỗi năm chúng ta có khoảng 2.000 trẻ em chúng ta bị đuối nước. Chính vì vậy, ngoài kỹ năng dạy bơi ra thì Trung tâm Dạy bơi Điện Biên còn dạy cho các con những kỹ năng bơi an toàn và cách phòng chống đuối nước khi mà đi chơi hoặc là những lúc mà gì không có bố mẹ. Những tình trạng mà xảy ra đuối nước thì đối với những bạn mà đã biết cái kỹ năng cứu đuối rồi và những bạn mà chưa biết kỹ năng cứu đuối thì để các con giúp các con gì phòng tránh và tránh những cái tai nạn đuối nước thương vong xảy ra. Nếu như ở thành phố Điện Biên Phủ có các địa điểm dạy bơi, các khóa tập huấn để nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước, thì phần lớn trẻ em ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi tự học qua việc tiếp xúc với sông suối mỗi ngày. Trước thực trạng đó, các địa phương, nhà trường, đoàn thanh niên các cấp đã có nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho phụ huynh, hiểu biết kỹ năng cho trẻ em, góp phần hạn chế tai nạn đuối nước để các em có một kỳ nghỉ hè an toàn. Và đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn đừng quên là có thể theo dõi lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ trang web dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.